Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi chiều ngày 28 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi đang tiếp anh Sao, anh từ Bình Đà đúng không anh nhỉ? Anh cứ ấn vừa ấn nhẹ vào ấn bút, ấn ngòi chứ vừa bóp nhẹ nhẹ. Đây mà không cần phải bóp mạnh đâu anh. Đấy. Anh Sao, anh đến từ Bình Đà, hai anh chị đến từ Bình Đà đăng ký bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Hàng VIP được cảm 100% ốc đỏ Singapore, ốc vàng chanh. Bức tranh này anh đã đặt ở Quốc Thành Luân, tôi là cảm cũng tương đối là lâu rồi. Đấy. Anh hơi ấn nhẹ nhẹ. Cái bút xóa này nó ấy. Đây. Trên hình quý vị đang thấy đây là anh chị đang ký bức tranh này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một chút về bức tranh Vinh Quy Bái Tổ hàng độc đáo của anh chị. Đã đặt từ Quốc Thành Luân. Bức này em đã quay đâu, đã cho lên sóng. Tranh Vinh Quy Bái Tổ khảm toàn bộ ốc đỏ và anh chị yêu cầu đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi khảm đúng như ý tưởng anh chị đưa ra. Đẹp quá, đẹp bút lông của anh đây anh. À, đây anh ký thêm à. Năm 2016 việc chiêm ngưỡng cái nguyên liệu ốc xác đồ gỗ Thành Luân luôn là cảm thấy bức tranh này rất đẹp, cực kỳ đẹp. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, xin chào các bạn khách trong những video clip sau.